Viêm mũi là tình trạng kích ứng, viêm lớp niêm mạc mũi với điểm đặc trưng là hiện tượng hắt hơi, sổ mũi, nghẹt mũi, ngứa mũi, đôi khi còn vướng đàm trong cổ họng. Theo nghiên cứu hiện đại, viêm mũi có rất nhiều nguyên nhân gây ra, trong đó chủ yếu là do bị nhiễm khuẩn, nhiễm virus hoặc do hệ miễn dịch phản ứng mạnh với các yếu tố bên ngoài môi trường như phấn hoa, nấm mốc, lông thú cưng. Bệnh viêm mũi hình thành tùy thuộc vào sức đề kháng cũng như sự thích nghi của cơ địa mỗi người trước những tác nhân gây bệnh và nó có yếu tố di truyền từ bố mẹ. Bên cạnh đó, các dị hình ở mũi như gai, lệch vách ngăn cũng dễ gây ra viêm mũi. Bệnh ảnh hưởng đến mọi đối tượng nên mọi người cần phải đặc biệt chú ý. Trong khi đó, y học gọi là tị cả là một trong những loại bệnh viêm mũi mãn tính. Bệnh có các triệu chứng như phần dưới xương, lá mía bị thu hẹp, niêm mạc mũi bị teo lại, hốc mũi nở rộng, đóng nhiều vảy xanh. Các loại vi khuẩn và vi sinh vật sinh sôi phát triển dưới những lớp vảy, gây triệu chứng tắc trong mũi, mũi cảm giác khô nóng, niêm mạc khô, không chảy nước, đóng vảy, sụn giáp mũi teo nhỏ, mất khứu giác. Hôm nay, Y học cổ truyền Việt Nam sẽ giới thiệu đến bạn một số bài thuốc điều trị viêm mũi đặc hiệu vô cùng hữu ích mà bạn không nên bỏ qua. Bài thuốc trị viêm mũi. Bài 1. Đương quy vĩ 15g, tử đan sâm 15g, hoàng kỳ 15g, xích thược 15g, sinh địa 15g, đẳng sâm 15g, mạch môn đông hay còn gọi là củ tóc tiên 10g, huyền sâm 20g, tử xuyên khung 10g, thảo quyết minh 10g, mỗi ngày một thang sắc uống. Bài 2. Sa sâm 15g, hoàng cầm 15g, thương nhĩ tử 15g, mạch môn đông 15g, tang diệp 15g, kim ngân hoa 15g, bạc hà 10g, phòng phong 10g, bạch chỉ 10g, xuyên khung 10g, thạch cao 20g, liên kiều 20g, hoắc hương 10g, hạnh nhân 10g, đàm phàn hay còn gọi là phèn chua phi 12g, rau diếp cá 20g, sắc nước uống. Bài 3. Mạch môn đông 15g, bà diệp 15g, thạch hộc hay còn gọi là lan hoàng thảo 15g, sinh địa 15g, huyền sâm 15g, hoa hồng 15g, đào nhân 10g, mỗi ngày một thang sắc uống. Bài 4. Sa sâm 20g, mạch môn đông 20g, thiên hoa phấn hay còn gọi là bột qua lâu 20g, hồng hoa 12g, phục linh 12g, cát cánh 10g, ô mai 30g, sắc nước uống, tác dụng da mồ hôi giải nhiệt làm nhẹ người, trị viêm mũi teo do âm hư. Bài 5. Nam sa sâm 15g, hoàng cúc hoa 10g, hoàng cầm 10g, thạch cao sống 15-30g, thạch hộc 15g, tang bạch bì 12g, sắc nước uống, ngày một thang chia 2 lần. Bài 6. Thược dược 6g, đan bì 10g, phục linh 10g, mạch môn đông 6g, thạch hộc 3g, hoàng cầm 10g, thương nhĩ tử 6g, sinh địa 10g, bạch tật lê 15g, sắc nước uống trị viêm mũi. Bài 7. Cát cánh 10g, chiết bối mẫu 10g, kim ngân hoa 12g, một cành thất diệp, hoàng cầm 10g, thiên hoa phấn hay còn gọi là rễ cây qua lâu 10g, thương nhĩ tử 10g, cam thảo 6g, ngày một thang sắc uống. Bài 8. Sinh địa 15g, bạch thược 15g, đan bì 10g, huyền sâm 15g, mạch môn đông 15g, bạch chỉ 10g, bạc hà 5g, tân di hay còn gọi là mộc lan 5g, chiết bối 5g, cam thảo 5g. Bài 9. Rễ cây mướp, sắc nước uống hoặc nấu canh thịt nạc, trị chứng viêm mũi teo. Các bài thuốc trên đem sắc nước một ngày một thang, dùng trong 5 ngày, sau đó nghỉ 5 ngày uống tiếp một đợt khác. Hy vọng rằng với những thông tin hữu ích vừa rồi sẽ giúp cho quý vị có thêm nhiều kiến thức trong việc chăm sóc sức khỏe hàng ngày của mình. Và đừng quên nhấn nút đăng ký, like, bình luận và chia sẻ. Xin chào và hẹn gặp lại!